quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Các bạn có biết chủ đề ngày hôm nay là gì không ạ? Ta-da! Đó là tư vấn mua máy giặt cho những cặp vợ chồng mới cưới. Cùng với các thiết bị gia dụng khác thì máy giặt là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng mới cưới. Mặc dù là Linh chưa có kinh nghiệm cưới hỏi, nhưng Linh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn một chiếc máy giặt làm sao để phù hợp với những cặp vợ chồng mới cưới giữa một rừng máy giặt như thế này nè. Hiện nay trên thị trường đang có hai dòng máy giặt được sản xuất và bày bán là dòng máy giặt cửa trên và dòng máy giặt cửa trước. Dòng máy giặt cửa trên phù hợp với những nơi có không gian hẹp, giá cả lại phải chăng. Đặc biệt là khi hoạt động bạn có thể cho thêm quần áo và trong quá trình giặt. Nhưng mà chiếc máy giặt này lại có một vài nhược điểm nho nhỏ. Đầu tiên sẽ là tiêu tốn nhiều nước hơn vì phải dùng đúng mực nước cài đặt thì máy mới chịu giặt, khổ chưa. Tốc độ quay thấp nên đồ của bạn sẽ lâu khô hơn và khi vận hành thì máy sẽ có tiếng ồn do thiết kế không cân bằng được như máy giặt lồng ngang. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng cho rằng máy giặt cửa trên sẽ hạ quần áo hơn cho quần áo bị xoắn nhiều hơn. Vì thế, khi giặt những loại quần áo có độ co giãn cao thì bạn nên giặt tay để tránh gây hư hỏng. Về phần máy giặt cửa trước thì nó sẽ giúp tiết kiệm nước hơn và có thể giặt sạch hơn so với các loại truyền thống. Tốc độ vòng quay của máy giặt cửa trước nhanh hơn nên quần áo mau khô hơn, giảm tải thời gian hoạt động của chế độ sấy giúp cho gia đình bạn tiết kiệm năng lượng nhiều hơn. Hơn nữa, máy giặt cửa trước khi hoạt động cũng êm ái hơn. Một số loại còn được tích hợp chức năng sấy để tiết kiệm không gian. Tuy vậy, nhược điểm của nó vẫn liên quan đến vấn đề kinh tế thôi, đó là giá thành của nó sẽ có phần đắt hơn. Đối với những cặp vợ chồng mới cưới thì chắc là không nhiều đồ để giặt đâu. Bởi vì một túp lều tranh hai trái tim vàng thì làm gì có nhiều đồ để giặt đúng không nào? Trừ khi là chất một tuần mới giặt một lần. Ôi trời ơi! Với lý do trên thì các bạn hãy lựa chọn những loại máy giặt có chức năng mà mình cần sử dụng. Không nên quá tham các loại đa chức năng, giá thành đắt mà chưa chắc chúng đã như ý muốn của bạn. À, các bạn đừng quên chọn máy giặt inverter để tiết kiệm năng lượng nhiều hơn nhé. Thông thường thì đối với gia đình có 4 người, chúng ta nên mua một chiếc máy giặt có dung tích tối thiểu khoảng 7kg. Nhưng với gia đình chỉ có 2 vợ chồng thôi thì chúng ta chỉ cần mua một chiếc máy giặt có dung tích 5kg thôi là đủ rồi. Còn sau này ví dụ như khi có baby thì các bạn có thể mua thêm một chiếc máy giặt mới cũng chưa muộn đúng không nào? Về giá cả thì vấn đề này chắc cũng không có gì để nói nhiều. Bởi vì mình chỉ có một mẹo như thế này thôi, đó là với các hãng nổi tiếng, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam có giá rẻ nhất. Kế đến là máy giặt sản xuất ở nước thứ ba như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Còn nếu như các bạn có tài chính dư dả và hướng đến những sản phẩm cao cấp, thì có thể tìm mua các dòng máy được sản xuất tại chính quốc gia của hãng sản xuất. Tuy nhiên giá của chúng thì cũng khá là đắt và thường không được sản xuất đại trà. Hy vọng là những gợi ý phía trên sẽ giúp cho các cặp vợ chồng mới cưới có thể lựa chọn được một chiếc máy giặt phù hợp đúng không nào? Nếu như các bạn có còn thắc mắc gì thì đừng quên comment ở phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ngay. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Nguyễn Kim nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.